cái này kêu bằng tàu nùng á. Món bánh bột với là khoai môn, bánh khoai môn với bánh bột á. Cái này á chỉ có củ sắn với thịt bằm thôi, với vuốt hành phi. Củ sắn vậy đó. Ngon á, bánh bột ngon, phải dài dài chút. Nó nguội chút xíu nó mới ngon. Còn mà mềm quá thì cũng không ngon. Lan bán bánh bột hấp. Bán bánh bột hấp á. Năm nay được 4 tuổi. Bán lâu năm rồi của má. Cũng chạy ra cũng hai đờ. Má bán xong rồi tới cô bán. Đây là đường Xóm Đất á. Địa chỉ là 174B. Phường 9 quận 11. 12 giờ trưa ra đó bán hết là về. Món bánh bột với là khoai môn. Bánh khoai môn với bánh bột á. Chắc củ bánh này người ta kêu bằng bánh Hải Phòng á mà. Của người Hải Phòng á. Nguyên liệu chính để mình nằm lên món này rồi. Bột gì? Bằng bột gạo. Buổi sáng á ngâm gạo xong rồi đi xay. Xay rồi mình pha với nước loãng với muối thôi. Mất nhiều thời gian lắm á, mấy tiếng đồng hồ á. Mấy tiếng mới hấp chín á. Bánh nó đổ từng lớp á. Bởi vì nó công phu lắm. Ăn chung với rau. Rau với nước mắm mà có với đậu phộng nè. Có củ sắn với thịt bằm. Với lại mấy cái này là vuốt với lại hành phi. Ở nhà tự phi luôn á. Nó mới giòn ngon vậy á. Nó mới ngon, nhìn nhòm nó hấp dẫn hơn. Cái này một xửng này với xửng này còn một xửng nhỏ nhỏ này nữa. Ngày mình lấy tổng cộng 3 xửng. Mình sẽ thích ăn loại nào với chị? Có người thích ăn môn, có người thích ăn trắng gì đó, nhưng mà môn này nhiều hơn. Thì nó khác nhau là bỏ môn vô á nó đậm đà hơn, với lại nó thơm, có mùi môn. Cái vị môn nó ngon hơn là cái bột này, bột không. Phần vậy ha, một dĩa gì là 20.000. Anh này thì ăn dĩa lớn chút là 25.000. Chị bé là cái dĩa đó nhiêu? Có hình như là 2-3 ngàn gì à. Nhớ hồi đó má bán hả, có mấy xu à. Nhớ cái đồng xu vậy nè. Cái đó là người ta chế ra thôi. Chứ thật sự ra món này á là chỉ có bánh. Hồi đó không có rau nữa, chỉ có ăn chung với nước mắm đồ thôi à. Rồi cái bây giờ người ta đòi hỏi mấy cái da rau thì mới làm rau cho nó đỡ ngán thôi. Còn mà có trứng bắc thảo đồ là người ta chế vô. Có cái chị kia hôm qua gì chỉ nói là bánh Hà Nội cũng giống như vậy nè. Mà ăn không có rau, hình như không có rau. Cái này chỉ có củ sắn với thịt bằm thôi. Với vuốt, hành phi. Củ sắn vậy đó. Quá, xào cái này trước nè. Thịt với lại củ sắn trước. Để riêng qua một bên nè. Nhưng là mình có nêm nếm trước để ăn cho nó vừa. Mình xào trước đó, mình nêm nếm trước rồi. Rồi mình chỉ chan nước mắm là vừa ăn rồi đó. Có người thì thích ăn nước tương. Cái này cũng có 30 mấy ký, có hai người khiêng á. Hồi bữa kia cưng cái xửng nhỏ nhỏ như nè là hết 10 mấy ký rồi đó. Cái này to gấp đôi, là 20 mấy ký ha. Bình thường nhất là cái loại nào? Hấp nè, phi hành cũng lâu nữa. Đó, tại vì mình hấp, mình canh giờ á, đổ từng lớp á. Cỡ 5-10 phút là mình đổ một lớp, nó chín lớp đó. Xong cái mình đổ thêm một lớp nữa. Thì cũng 4 tiếng á. Mình đổ xong bánh phải không? Mình để hấp cho tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Giờ bánh mới chín, nếu mà không đủ thì bánh không có ngon. Mình ăn vô á, nó dính lưỡi á, nó chưa chín á. Chứ là mình cũng làm nhiều nên mới về để mình bán nữa. Thôi không có thời gian. Tại vì cái thời gian chỉ có nhiêu đó thôi à. Nếu mà mình làm thêm nữa thì không có xửng, chỉ có 3-4 xửng này thôi ở nhà. Tại vì cái này hấp tới 10 giờ rưỡi mới chín.
chính là mình không có bán được liền, tại vì nó mềm lắm, để cho nó nguội rồi nó mới cứng giống như vậy mình mới bán. Ai cũng ăn được á, người trẻ, người nhỏ nhỏ mười mấy tháng cũng ăn được, mà người già cũng ăn được, người bệnh cũng ăn được. Mình bán như vậy thì có niềm vui gì mỗi ngày không hả chị? Thì ra bán đông khách là vui rồi. Thấy khách nào thấy đông lắm, khách nào cũng vui vẻ hết á. Nhớ nhiều lắm, khách nào không ăn gì mình nhớ hết á. Giống như hôm qua người ta mua lần 10 hộp á. Chị có định truyền nghề cái bánh này cho ai không, cho con cháu của mình? Tụi nó thích thì thích nghề này thì truyền thôi. Thì cái này làm cực quá, mấy đứa trẻ bây giờ đâu có chịu cực đâu, không có muốn làm cái này để bán nữa, cực quá.